ruộng bắt đầu chín nha các bạn nhé. Những cái thửa ruộng này là người ta làm không có chung cái thời gian, cho nên nó rất là khoảng 3-4 xào thôi, làm máy lớn nó không có triệu vô để mà gạt, cho nên bắt buộc phải dùng cái này nhé, máy cắt cỏ, máy cắt cỏ, máy phát cỏ đấy. Như này không là gom nhá, gom từng gom và lấy cây bưởi từng bó ra máy đập. Có thể nói cái à, Đúng rồi.
Đập thanh hơn, tẩn đi tao hơn. Tán à. À, cẩn nhắn này mà cả má là tẩn tao luôn. Nặng quá. Đi lớn rồi. Tiền lắm à. Oh,